Rồi. Bỏ không, bỏ không. Từ từ, chụp cái đầu đó. Chụp cái đầu đó. Ừ. Ồ, cái vô. Kinh khủng quá. Bắt cái lư luôn luôn rồi. Ủa, con biết con cá vô rồi. Ôi, 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 ôi. Quá ngon mọi người. Trời ơi, trời ơi, quá trời. Đây. Ai nghiêng qua bên đây. Bên đây. Cái mà Vinh xương chơi ăn nó béo quá. Hay lên không? Lên luôn. Lên coi sao nổi. Trời ơi, trời ơi. Rồi lên mấy cậu ơi, lên đằng trên. Rồi. Ôi cá giọt. Hết biết cái ta. Cá này mà câu ha, cá kéo nó ngay chắc đã luôn. Chứ giật cái đã tay luôn. Bộ này ở bay. Này là phải đi câu bự mới chịu nổi nó. Bà bảy đi vô phần. Thử mười. Đó, đặng cá lên trên. Lần 16. Đường hương rồi. Rồi vậy chuột á. Bờ ngang. Hết tới cả. Chiều ai lạc luôn. Đó 7 kg không? 7 kg không? Cỡ 5 kg hả anh hai à? 1 kg hả? Anh hai cầm cái đuôi nó lên, dở lên, dở cao lên. Nó không dở gì. Tay bên này nè, đúng rồi. Tay dưới bụng. Ôi, nằm đi, đi bạn ơi. Kệ em ơi kìa. Sống vô được hay vậy? Ông đi đường bên đông luôn à. Xe ông ở đâu? Lúa này nữa, 10 bữa nữa bạn. Nó mới là có bắt chuột. Dính không? Cái này bự lắm luôn à. Dính hành đậu phân. Không phải rồi chở vô nhà phải lấy cái sọt mới được. Bây giờ mình phải có cái sọt cái gì mới được. Cho nhà ơi. Tồi rồi. Hết biết cái này. Phương bắt Phương. Phương đi. Liền thao xuống, liền thao xuống. Ai cái thao này? Không, lên xuống đi. Không, cái thao này đi đó. Lên xuống luôn. Quá trời bự cả nhà ơi. Ê ê ê. Đứng đây rồi sức quyết tiêu rồi. Cậu mà ông điểm chi cái để bắt tiêu luôn. Chạy bây giờ ông liễn liễn tiêu rồi. Vậy. Cái lô kiến nè. Cái lô kiến kệ nó đi. Đi đâu có chảy máu không nha mẹ? Không. Tại vì đang nói nó chiên trứng dưới này kia đó. Mà quá nhiều thứ gì đó. Cái đâu rồi con bự gì rồi hả? Mình sợ luôn chứ. Dạ, cái ông ba nước mà. Hai cái này ơi, cá lóc tiên cả nhà ơi. Cá này là cá chê chứ không phải cá lóc tiên. Ê đây con hả? Cá này cá chê, cá này cá sấu. Mình lấy trong cái bẫy này ra chơi luôn. Đưa
mặt từ cái bãi đây là cậu Út đại diện Sài Gòn đây. Đây cả nhà ơi. Ôi, thành quả đây. Đây cái chơi độc biến nha mọi người. Cái này giống bữa hổm nữa nè. Cái chết. Ta lưới đâu rồi? Ta lưới đâu rồi? Cũng lưới lên đây. Đúng rồi. Ở đây lỗ hàng không mày mò hay dính con không? Lỗ nào xuống đây. Rồi, ta lưới đâu rồi? Út rồi, cũng lỗ hàng không Út. Nhìn mặt ba kiến nó xuống nghe. Sao không có? Sao không có? Đưa hàng đi đây. Nè 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 nè, cầm thọt cái rồi đi cùng phân lưới được không? Ai đâu không lộn xuống, cá thao bự này lên kia nè. Sao không lộn bên kia rồi? Thôi này để cậu. Rồi, cái đầu lưới đâu rồi? Bạn Nam mới chia ra. Bạn Nam mới chia ra đi bắt cá nha mọi người. Cái đầu lưới đâu ai? Rồi, đầu lưới đâu ai? Nhảy xuống. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Bà con cô cam bề dinh rồi bắt rồi đó. Hạnh nhảy xuống Hạnh. Nhảy xuống tắm đi. Nhảy xuống chìm luôn. Không có chìm. Đi đi theo con Nhí hả? Đi. Mấy cái nhỏ là dạng. Cái đầu đâu à? Thôi thôi nha. Rồi. Xuống tắm với con Nhí nè đi. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Rồi đấy nhỏ. Ha coi chừng cái chìm mất tiêu mấy con cá kìa. Rồi. Rồi cái phi nè. Cô phi. Hả? Đâu rồi cái thao đâu rồi? Lấy thò không để thôi chạy nữa. Rồi cậu gỡ luôn. Cá này cá bự lắm. Cái giò này hả không ngoài cháu bự rồi đã rớt đầu rồi cái giò này hả không ngoài cho cái giò ở dưới không còn còn rồi bắt đây cái giò nó chết chắc rồi bắt rồi bắn sao bắn sao đi rồi nha. Ê bậy mấy bạn bậy mấy bạn ơi bậy 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 trời ơi. Nên nên lên. Chị Nhi giỡn mà. Thôi không có. Không có thấp. Nè nè nè. Nè thôi vút đi. Nè nè chị Nhi vút. Nè Nhi xin lỗi. Chị Nhi xin lỗi nha. Chị Nhi giỡn mà. Rồi đâu rồi. Không lên. Không lên. Chị Nhi không liền nữa. Bước đó đây. Chị Nhi giỡn mà. Thôi con cá này dính. Nên. Không có thấp. Chị chú thề bà. Thấp đừng. Nên nên. Thôi rồi con gì nữa kìa. Trời đi nữa rồi. Giật cá. Nè giật giật nó đây nè. Đâu 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 đây con. Để đầu miếng lại. Có, con ai liền. Đâu rồi? Đâu rồi? Tiêu nữa. Nó vô nó dính cá nữa. Lại. Ơi, anh ơi. Giật cầu giật ta lưỡi nó không đi dương gì đó. Dạ chứ thấy câu là. Ủa sao cậu bắt cái đầu miếng nào đó vậy? Hai ba tay rồi mà. Gì vậy? Rồi bỏ lên trên nái luôn đi. Sao nó gì đằng đó đó. Dính cái gì? Dính bực đất ra cho dính vậy. Con lại nữa, con lại nữa con. Nhìn cái vực đất. Cái này cũng sợ. Đây con cá đây nè, dính con đây nè. Từ từ, từ từ. Đây nè, cái sọt nè. Ông cuốn tay lưới không đi. Đây, đứng vào đây ông. Con cá đây nè, 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 nói nè. Nói cái gì mà nói từ từ. Còn hai ba tay đây nè, nhí. Bây giờ tóm lại là dân thế nào vậy? Đã cuốn tay này mà sao cuốn tay đó được rồi. Tay gì? Quá trời luôn. Kệ lỡ rồi cuốn luôn đây. Cái này mấy chị phải đó cái thao trắng bỏ vô được. Đó, còn cái thao trắng không đâu. Cái thao trắng thôi. Được, cái thao trắng bỏ đây. Cuốn tự, cuốn hơn của Hạnh khách nữa giờ nè. Rồi, 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 anh đưa thao cho em luôn. Rồi, rồi. Nên, nên, không khóc. Lỡn xíu chút. Thôi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, Hạnh coi. Phương ơi, Phương, nhanh ra đây ạ. Dạ. Đúng rồi. Chúc chúc chúc. Nè 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 Phước. Rồi. Rồi đi nghe cả nhà ơi. Bỏ hai đây Phương ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ừ. Cái ơi. Cái đâu giờ? Ôi. Phương ơi. Cái lớn mẹ vậy nè. Trời ơi, cái mà dính hết biết. Cái gì? Dặn xuống dưới. Cái gì vậy? Cái con quay. Bữa con cái này giúp. Không luôn, để tự. Dẫn con kia luôn. Dẫn con kia luôn. Sâu quá, sâu cỡ. Cả nhà ơi, cá rồi cả nhà ơi. Đây con nè, qua đâu. Không con nữa, từ từ. Mình vui á. Trường này
Đó. À, đây con này. Từ 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 cái ba cái rồi. Để cho vợ gỡ đi. Từ 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 gỡ cái. Nè. Để cái vào đưa đây cái này này. Cậu ơi. Cậu đập. Nè mọi người con cá nè. Cá này cũng cá gì nữa. Cá mè. Cá mè. Cá này nút mỏ nữa hả? Ôi con cá này. Mỏ nè. Ủa Phương cá này có tàu không? Đâu có, nó vậy đó. Tại nó vậy cái bạn nó bị đó. Tại vậy đó. Cá nó hù quá. Còn lên nữa. Ừ. Em thuần đó. Hai người đâu rồi cá nữa. Một hồi bên nhìn. Con cá vụ, cá kiếm tâm. Trời ơi, tâm vô đích bây giờ nè. Cá kiếm tự. Lỗi hết rồi. Ừ. Đi đây nè. Cậu Phan đây nhìn đó. Từ từ nha. Dẫn thầy đây nè, nhí. Bên hông có xuồng cái. Cá không có đâm dưới kìa, mấy cá kiến dưới kìa. Đi hồi chậm giờ. Sao lứng này lứng trên lứng dưới vậy? Chân hai ba tay cũng nghiệp một phần vậy. Tay này đè tay kia luôn rồi. Tay này đè tay kia luôn. Ủa gì kỳ vậy? Từ đi. Khoan, từ từ. Tay này bỏ qua tay kia đây. Đưa cái tay đó đây. Ra kìa. Nè, đưa cái tay đó đây. Thao dợi qua đây. Mẹ. Nè. Nè. Cá nè Phương ơi. Mấy con cá vụ hồi nó đâm vô giò bây giờ đi nè. Rồi đây Phương. Phương, Phương. Nè. Gỡ, 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 gỡ cái này chưa? Gỡ đi cậu, cậu gỡ đi con, chú quấy phần rồi, cái này nè, tá nướng hành. Đây, đây, sọc cá đâu. Rồi, cái thao này sao được, ai thả thao này đi vậy? Thả thao này đi, sao vậy? Tại sao tụi cuốn này lướt đó đó. Ừ. Sao vậy? Ờ, cuốn vô thao. Để tay này là, cuốn cho đá đi. Rồi, rồi, rồi. Mấy chú rồi, mấy chú. Để đi vậy. Cái con phì hết miếng bự luôn cả nhà. Không có lò luôn á. Ê nước chưa? Muốn lui là sao em chơi? Nè. Cái đổ cái thao lướt vô trong này luôn. Quá chàng con phì bự luôn. Rồi mắc chịu lướt nữa. Nè mới dở ra xong. Trời ơi con cá quá trời đã rồi. Cả nhà ơi. Nè. Cả nhà ơi, cá Vinh nấu cá chua là ngon luôn cả nhà. Mình nấu cá chua cả nhà, có lạc ăn ngon cả nhà. Còn nãy đưa vô đó nè. Ôi ơi, sắc lắc cầm. Thôi nó nhảy ra ở ngoài không còn con luôn nè. Trời ơi, cái lưới này. Mất rồi đó hả? Đưa tay kia. Lấy, lấy, lấy xuồng ra, cũng có xuồng ra. Đâu ai, đâu ai. Mấy vùng chuối này là mấy con hết. Không ai này nó đi về đâu vô Phước? Dính lưới quá trời, dính lưới quá trời cả nhà. Đâu rồi? Cá này đây, đây, qua đây. Xong xong ra đây, xong ra đi. Đây ra ta nói cho xong. Trời ơi, tay gì kỳ trời. Mọi người ơi, một chút cá. Qua dân cái lưới này cũng cục đây. Trời ơi. Cá hả? Rồi, từ đó có cái đầu nè. Nè 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 cái đầu nè. Nè nè đầu đây nè. Đầu đất kìa. Nó chỗ nè nè. Ôi ôi. 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 Trời ơi. Lòi lòi vừa đó. Phước mày nhảy xuống mày cái ta lưới ra. Nhảy xuống lòi dưới lòi dài ra. Cái xuồng ai nắm ra chị ơi. Cá không biết gì đúng chuối.
đó, nó lôi vô chổng luôn rồi đó. Bơi, bơi mạnh ra, ừ, bơi mạnh ra. Nè mọi người, cá nè mọi người. Đây là qua cái vòng phòng. Bơi. Trời ơi. Đưa bơi ra đây coi. Máy nó chạy ghê không? Máy này. Quá rồi. Tóc trà lá này quá rồi. Bên đợi ớt cái đó thì ngon quá rồi. Có thể dăng ở ngoài không mà sao dễ vô tới trong như vậy? Tại anh kéo. Bây giờ nó có cái một kiếm không? Giờ nó có con nào chẳng không? Tâm chưa? Trời ơi, này chắc có chết rồi mà. Nó lại dân ngoài đúng không? Nó dân ngoài. Nó cái dạo này chứ mà không biết con biết cái gì nữa. Cần về. Đâu, quay lớn đâu. Bà lô, con cũng biết. Phương ơi, dạ. Phương nó ở trên đây có con gì mà ở đục lỗ ra nè. Rồi chú chạy lên. Nghe mới nghe nó bạch bạch nữa. Ơi con sao có? Có trắng trắng kìa. Rồi cho cái thơm đi. Ơi con này rùa ở đây nè ông nội ơi. Rùa. Con cá lóc kiến nè. Sao đây, sao đây. Cá gì bự quá hả? Ê, từ từ khách chú. Đây vui, buồn buồn. Cá chốt đâu hết. Cá chốt quá. Cá chốt quá. Cá chốt cậu, cá chốt cậu. Rồi, rồi. Rồi. Trời ơi, quá cá luôn nè. Rồi. Ba con lau kiến luôn à cậu ơi. Trời ơi, cả nhà ơi, ba cá lau kiến cả nhà. Cái này. Ba cá lau kiến vậy. Cả nhà cá này cá hát lát nghe cả nhà. Đây cá làm trà cá nè cả nhà. Trời ơi. Cá chốt cũng ngon cả nhà, mập tù. Thả đi. Rồi vô mà. Này, con này nó không phải nó lát cờ Phương ơi. Phương. Dạ. Con cá bự như vậy anh. Ừ, không chứ. Này cá bự nè. Này cá bự. Trời ơi, dưới đây lũng mẹ dưới đây nè. Này cái gì? Ở cái chốt mập bành bành không rồi bắt không? Bắt thả à? Thả đi. Thả đi bắt bạn. Này. Cái chốt của tiên bằng sướng. Con cầm đầu này để cậu coi nó nghe chưa? Có ba con nè. À, không phải cá ấy nha mọi người. Không phải cá hồng nha mọi người. Cá này cá ruộng nha mọi người. Quá trời. Đầu tiên vô dính con này thấy ống à. Đầu tiên luôn thành quả đầu vui, tiên. Vui quay thành quả cái vui. Là... bước chân. Đầu tiên là nghe cả nhà. Bước lên trên. Bước lên trên. Bước lên. Gì? Cái vụ chưa ông nội nghe. Đầu tiên là nghe cả nhà. Đầu tiên. Đó. Rồi. Ê con này đi đọc biến nha. Cái vậy? Cái đầu nó xong kì vậy? Ừ, rồi sao hả? Rồi vô. Ừ, giống thịt cá heo nè. Ồ. Rồi sao? Mẹ con này, hai con cắt nhau nè, thấy không? Đúng rồi, cái này mới giống ông còn sống. Con này khác rồi. Nó lại đi. Đó là cái gì sống rồi. Đó. Quay lại đầu, chập lấy quay đầu. Đó. Rồi còn cái nào nữa không? Đây là mình được một con cá cha, hai con cá cha đúng không? Rồi, đi. Thả con này luôn đi. Rồi. Không. Rồi con này được mẹ. Con này được mẹ, mình để vào đó đi. Là mình được hai con cá mè nè. Ừ. Ăn cá mè. Ê con mè Vinh. Ồ đúng rồi, mè Vinh nè. Mè Vinh bự ghê luôn. Mè Vinh cá. Mè Vinh này gì nè, nấu thịt cua nè. Đây là được hai con cá Vinh, con cá dẫn. Ba cá Vinh. Để nhà lá vừa thôi nghe mọi nhà. Không, con có cá dẫn. Rồi, bơi lần này vô đi. Khoan, bơi. Bơi về vô. Rồi, bơi về vậy vô. Vô, cả nhà ơi. Em trái mở dưới tay cậu bơi xuống trước này. Hôm nay trời. Về quê trái em với mấy cậu đông vui thì cả nhà ơi mà mệt quá. Bữa nay ít cá hơn mọi ngày. Ít hơn chứ cần không ít đâu à. Hôm
nay làm cái giò quá bự. Cũng cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi clip của Vui và Trân, Vui và con gái của Vui ha. Cả nhà thương anh em Vui thì cho Vui xin một like và một đăng ký để kênh sớm ngày được phát triển. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha cả nhà. Chào, hẹn gặp lại bà con chú trong những video tiếp theo nha. Bye bye.